đi khéo. Trên sân số 1 thì chúng ta trận bán kết 2 đối với Vũ Thị Hồng Lan, Arizona đến với Cao Úc Trang. Thi đấu với Vũ Thị Tư, Vũ Thị Trang và Vũ Thành phố Hồ Chí Minh. Điều hành trận đấu của chính Thanh Tuấn và Đạo Cầu Công Hương. Thank you.
pin này. Xem rồi bắt lên nhau ấy. 6 Hello mọi người, bây giờ Hùng mới sang được xin giới thiệu mọi người trận đấu bán kết đôi nam giữa cặp đôi Chí Đức Tuấn Anh của Hà Nội, cặp đôi phía đỏ gần màn hình, và đối thủ của họ là cặp đôi Bảo Đức và Gia Huy đến từ đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh. Tỷ số đang là 14-10 nghiêng về phía cặp đôi của Hà Nội. 15-10 rồi.
rồi. Thank you.
Thank you.
Hello mọi người, chúng ta xem nốt trận là điểm số 8-14 thành phố Hồ Chí Minh Đọc Cầu. Trong sân. Ngoài sân. 94. Đội nam Đình Hoàng có vào đâu bạn ơi? Đình Hoàng vào chung kết đơn nam nha. Bán kết người thắng Hải Đăng xong. Điểm số 10-15.
đội Bắc Ninh thua đội số 1 Việt Nam rồi anh ơi. Số 16 10 cho Hà Nội. 16 10. Xin chào anh Lam Nguyên. Chung kết đơn nam là Tiến Minh gặp Đình Hoàng. Đội nữ Thành phố Hồ Chí Minh thắng nha mọi người. Chung kết sẽ là Thành phố Hồ Chí Minh gặp Đồng Nai. Ok anh Nguyễn Hải Anh, Hương Đức mà gặp Chí Đức Tuấn Anh thì ngang nhau, xem sướng hơn. Thì hôm nay Hương Đức gặp ngay phải Chí Đức Hồng Nam thì không ăn được, không nhai được, nhai là dễ răng ấy. Số 11-16 khoảng cách 5 điểm tương đối an toàn. Tất cả các trận chung kết đều diễn ra vào sáng ngày mai nha mọi người, bắt đầu đánh từ lúc 8:30. Đâu nghe phong phanh tin tức được thì ngày mai như là bên bọn Hùng không được quay đâu. Bên đài truyền hình họ mua bản quyền hay gì đó. Khả năng là sẽ không được quay. Nhưng mà cũng cứ đến sân xem thế nào. Nghe rằng em mà ngồi thế thôi cũng chưa chắc đã đúng. Tốt là bảo vì rất nhanh. 12-18 12-18 cũng chỉ hy vọng những đường cầu tiếp theo là những đường cầu rất hay thôi. Tiếp tục được theo dõi trận đấu 13-19. Chưa để kết thúc 14-20, có xem được đường cầu nào hay thì hay đường cầu đó, chúng ta tiếp tục theo dõi. Rất nhanh và Tuấn Anh trận đấu thứ 3, điểm số 21-14 cho đội của Hà Nội. Trận đấu chung kết sẽ là Nội Bộ Hà Nội, Chí Đức Tuấn Anh gặp Tuấn Đức Hồng Nam. Cùng với trận đấu ngày mai sẽ là trận đấu thứ 4. Cảm ơn mọi người, đây cũng là trận đấu cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay rồi. Ngày mai nếu được thì cũng sẽ live stream gửi đến mọi người những trận đấu tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi ủng hộ live stream của Hùng. Cảm ơn, đặc biệt là cảm ơn những người đã luôn có những lời động viên, cổ vũ và giúp chia sẻ live stream lan tỏa đến nhiều người hơn. Có thầy cái tủ đê rồi anh. Xin chào với các bạn. Có em xin. Hay quá em ơi. Rồi em cảm ơn này. Mệt quá. Giúp em ra rồi. 19 ạ.